Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay Điện Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người về sự cố điện, cụ thể là sự cố của tổ trung thế. Như mọi người đã thấy rằng mình vừa mới đăng cái tấm hình về sự cố tổ trung thế. Mọi người thấy rằng cái tổ đấy đã bị biến dạng và chì đã nổ. Ngày hôm nay Điện Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người nguyên nhân dẫn tới cái sự cố này và chia sẻ cho mọi người cái lưu ý khi mà chúng ta lắp đặt cũng như là chúng ta vận hành tổ trung thế để làm sao chúng ta giảm thiểu nhất những cái sự cố trong hệ thống điện, đảm bảo ổn định an toàn hệ thống điện. Trước khi vào chia sẻ của Điện Việt Nam thì chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài báo cáo và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh nhé. Mình sẽ nói đầu tiên về cái hiện trường sự cố. Đây là dãy tổ trung thế. Tổ này là tổ RMU. Mình không tiện nhắc tên của hãng. Nhưng mà chắc là anh em mà làm trong nghề lâu năm hoặc là anh em mà có kinh nghiệm va vấp nhiều thì anh em nhìn thấy là nhìn thì người ta đã biết được là của hãng nào rồi, đúng không? Và tổ trung thế này là cái hình ảnh mà mình chụp, mình chia sẻ cho mọi người đấy. Đấy là ngăn ngăn chì. Và hiện tại thì cái ngăn chì đấy, thứ nhất đã là chì đã nổ, và thứ hai nữa là cái khoang chì đấy cũng nổ luôn. Vậy thì lý do do đâu? Tại sao có chì rồi mà khoang đấy vẫn nổ? Và cái việc mà chúng ta lắp đặt chì như vậy thì có phải là vô ích không? Thì ngày hôm nay thì Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người cái vấn đề này. Nhìn sơ qua về cái bức ảnh, ở đây mình không tiện đưa lên trên trên YouTube đâu. Anh em mà muốn xem thì có thể, một là mình đăng ở trên Zalo ấy, trên tường Zalo của Điện Việt Nam. Số điện thoại 0966056984. Anh em có thể xem trên Zalo đấy. Anh em không cần kết bạn cũng có thể xem được. Thế và mình đăng trên Facebook cá nhân của mình về sự cố này. Mình cũng không đăng trên trên trang của Điện Việt Nam đâu. Đấy, anh em nào mà cần xem thì có thể vào xem. Thì nhìn sơ qua là anh em thấy rằng tổ đã bị biến dạng và chì nổ. Với cái những cái hình ảnh và qua trao đổi thì mọi người có thể thấy thì tổ hiện tại bây giờ đang bị biến dạng, chì thì nổ ra rồi. Nhưng mà một cái điều đặc biệt đó là chì nổ nhưng mà tủ cũng nổ theo. Vậy lý do ở đâu? Ở đây có thể mình đặt một cái câu hỏi theo nhiều chiều nhé. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề câu hỏi theo nhiều chiều. Thứ nhất là về thời gian vận hành của tủ. Đấy. Chúng ta có thể đặt lý do là về thời gian vận hành của tủ, về chất lượng của tủ, về cách thức lắp đặt vận hành của tủ, và đây là về sự cố xảy ra. Sự cố là pha đất, pha pha hay là ngắn mạch ba pha, đấy nó cũng là đều là những cái lý do. Và cái việc mà mình chia sẻ như thế này thì trên tinh thần là anh em giao lưu học hỏi, chia sẻ nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghề. Mình không có nhắc tới một hãng cụ thể, không nhắc tới một cá nhân tập thể hay là một đơn vị cụ thể nào, mà mình dựa trên cái sự cố có thực tế và mình ngồi đây để chia sẻ với mọi người qua cái sự cố này chúng ta học được điều gì, chúng ta rút ra được điều gì từ sự cố này để chúng ta vận hành an toàn hơn, để chúng ta hạn chế những sự cố trong hệ thống điện hơn và để chúng ta vận hành an toàn ổn định hệ thống điện nhằm đảm bảo cung cấp điện sản xuất, điện sinh hoạt. Thì nhìn nhận chiều khách quan, ở đây hiện tượng thực tế đó là hiện tượng rắn đã bò vào và nó gây gây ra sự cố, là sự cố một pha của máy biến áp. Khi mà sự cố một pha thì chì một pha nổ, hai pha kia còn lại vẫn còn, nhưng
nhưng cái buồng chì đấy đã bị nổ. Đấy, cái buồng chì đấy đã bị nổ. Thì chúng ta có thể đặt các cái giả thiết tình huống. Nếu mình nói là trường hợp mà có chì bảo vệ và chất lượng tủ tốt, thì một cái điều mặc định đó là chì nó sẽ nổ. Chì nổ ở đây thì nó sẽ có cái gọi là cái lưỡi đi, hoặc là nó có một cái chốt để nó tác động vào cắt cái con LBS ở phía trên. Nhưng trường hợp này chì nổ tung đằng chì và tủ nổ đằng tủ, thì một cái điều đặc biệt xảy ra đó là cái chì, thứ nhất là chì hoạt động thì đúng rồi, thế nhưng mà hoạt động đúng nhưng mà nó lại nổ và gây ảnh hưởng đến cả tủ. Thì ở đây khi mà tháo ra thì có hai pha còn lại. Khoang buồng thì bị lứt, nhưng một điều lưu ý là cái chì của chúng ta đưa vào ấy, chúng ta nắp không đúng chiều. Chì đưa vào nắp không đúng chiều. Đúng ra cái đầu nổ của nó nhé, cái đầu nổ của nó được cắm vào bên trong, nhưng đằng này đầu nổ cắm ra bên ngoài. Khi xảy ra sự cố thì cái đầu nổ vì nó cắm ra bên ngoài nên nó không tác động được. Nó không tác động được cái con LBS ở phía trên. Khi nó không tác động được con LBS ở phía trên thì đồng nghĩa với việc là nó duy trì một cái dòng sự cố lớn. Và duy trì dòng sự cố lớn như vậy thì nó sẽ làm phá vỡ những cái phần tử, những cái thiết bị điện. Đấy cũng là một trong những cái lý do tại sao mà cái độ tin cậy bảo vệ của chì sẽ không thể nào bằng độ tin cậy bảo vệ của relay được. Đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao mà tủ dùng bảo vệ của chì nó lại rẻ tiền hơn tủ dùng bảo vệ của relay. Đấy thì cái điều này là cái chia sẻ hết sức thực tình, và anh em hoan hỷ đón nhận cái gì chúng ta hay tốt đẹp, cái gì chia sẻ đúng, mình cảm thấy đúng thì mình nghe. Cái gì mình cảm thấy chưa đúng, mình bỏ qua. Những cái gì mà thiếu sót, cần bổ sung thì anh em comment bình luận ở bên dưới để gì? Để chúng ta lan tỏa cái tinh thần học tập, chia sẻ, và để gì? Chúng ta chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Chia sẻ là chúng ta sẽ giúp ích được rất nhiều những anh em khác. Bởi vì có một cái thực tế rằng là cái ống chì nó như vậy thôi, nhưng mình cũng đã làm rất nhiều video nhắc nhở anh em là lắp chì chúng ta phải lắp đúng chiều, và trên những cái đầu chì nó đều có ký hiệu hết và đều có mũi tên hết, chúng ta lắp phải đúng. Chúng ta lắp không đúng thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là khi mà sự cố chì hoạt động không đúng thì dẫn tới rằng chắc chắn sẽ có vấn đề liên quan đến thiết bị. Và rất may ở đây thì phần máy biến áp nó chỉ bị bay bay xứ phía cao, chúng ta sẽ phải thay xứ phía cao. Tủ bị nổ, chì bị nổ, máy biến áp vẫn còn. Đấy là một điều rất là may mắn, chứ còn đi con máy biến áp thì coi như là đi luôn cả trái tim của trạm điện và đi một cái khoản tiền rất là lớn. Nhưng qua cái bài học này chúng ta nhận ra, một là cái tủ này đã sử dụng một thời hạn rất là lâu nhá, tủ sử dụng thời hạn rất là lâu, vậy thì rút ra một cái bài học đó là gì? Tủ chúng ta sử dụng lâu ngày thì chúng ta sẽ phải thường xuyên kiểm tra đánh giá. Nếu chúng ta mà càng tủ chúng ta sử dụng càng lâu thì chúng ta sẽ phải càng lăng kiểm tra thường xuyên hơn. Mặc dù chúng ta xuống chúng ta kiểm tra, chúng ta không phải là xuống chúng ta chỉ nhìn mỗi cái tủ đâu, chúng ta phải nhìn xung quanh tủ, nhìn những cái bất thường ở trên tủ đấy. Mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà nếu với những anh em mà đã thấy rằng là chúng ta đã vận hành một cái tủ rất lâu năm rồi, thì thực tế là nếu mà anh em mà để tâm, chẳng qua anh em chưa để tâm vào đó, chứ còn nếu anh em mà để tâm vào thì anh em chỉ cần nhìn cái tủ đó nó có những cái sự biến đổi sẽ khác. Mình lấy ví dụ với những cái tủ FS6, tủ RMU bây giờ nó sử dụng cách điện là khí FS6, nó có đồng hồ,
Nếu chúng ta để tâm và chúng ta đều nhận định được rằng là chúng ta đều chụp lại và đánh dấu lại rằng cái mức khí F6 nó đang ở mức nào và bao nhiêu lâu thì nó tụt. Và ví dụ 1 năm, 2 năm sau nó tụt xuống còn bao nhiêu, chúng ta đều đánh giá được. Chúng ta kiểm tra tủ thì khi mà chúng ta những cái thời điểm mà chúng ta kiểm tra định kỳ bảo dưỡng, chúng ta kiểm tra tủ đó, chúng ta đều tháo ra thì chúng ta đều có thể nhìn được rằng là cái thực trạng cái thiết bị của chúng ta như thế nào, nó thiếu cái gì, nó mắc móc cái gì, nó méo cái gì. Khi mà chúng ta kiểm tra trạm điện, trạm nó vẫn còn đang còn điện, mình có thể kiểm tra bên ngoài, có thể kiểm tra từng cái đèn báo pha, kiểm tra từng cái khí F6, kiểm tra xung quanh tủ. Đấy, cái tủ này là vận hành một thời gian lâu dài, kiểm định thì cũng 3 năm một lần. Đấy, điều kiện vận hành không được tốt, phòng không có điều hòa, không có tấm chắn, nên là côn trùng rắn chuột nó có thể vào. Không có điều hòa là một rồi, không có tấm chắn, môi trường bẩn bụi, thì rõ ràng những cái điều kiện này nó đã góp phần cho cái tuổi thọ những cái thiết bị của chúng ta nó bị kéo xuống rồi. Một cái điều nữa, ngoài cái việc mà chúng ta lắp chỉ cược, tủ vận hành một thời gian lâu dài, thì còn một cái điều nữa rằng là ở trên những cái cực của máy biến áp của chúng ta, trên cái cực của những máy biến áp của chúng ta, đối với những nơi ví dụ như ngoài trời, ví dụ như là những nơi mà nó có nhiều côn trùng, nhiều rắn rết chuột chim, thì những cái đầu cực mà mang điện đấy chúng ta nên bọc lại. Đấy, chúng ta nên bọc lại, nên thôi nhá, nó chỉ hạn chế thôi chứ nó không thể ngăn chặn được. Nó ngăn chặn được với trường hợp là chúng ta làm những cái phòng điện kín, có tấm đan chắn kín, phòng có điều hòa, nhiệt độ điều chỉnh ổn định đó, thì chúng ta sẽ khác. Nhưng đương nhiên có những nơi thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm điều đó, nhưng có những nơi chúng ta không có điều kiện, thì vậy chúng ta không có điều kiện thì chúng ta phải năng kiểm tra, chứ chúng ta đừng có để cái tình trạng đó là mất bò mới lo làm chuồng. Lúc đấy là nó vừa thiệt hại cả về kinh tế, nó lại vừa tốn thời gian, mà nhiều khi rằng có những vấn đề chúng ta phải xử lý rất lâu, mặc dù trước đó chúng ta chỉ có thể để tâm một chút thôi, chúng ta chỉ kiểm tra năng kiểm tra, chúng ta để tâm một chút thì cái hệ quả phía sau chúng ta đã không phải gánh. Đấy, có những lúc là ví dụ chúng ta năng kiểm tra thí nghiệm định kỳ, hoặc là năng chúng ta làm quản lý vận hành, chúng ta kiểm tra. Đấy, kiểm tra mà có vấn đề gì, hay là có những cái tình trạng gì, hay là có những cái hiện tượng gì nó bất thường, chúng ta có thể hỏi anh hỏi em, hoặc có thể inbox cho Điện Việt Nam để anh em kỹ thuật của Điện Việt Nam hỗ trợ cho mọi người. Sau đó là chúng ta sẽ phải có những cái lịch bảo trì bảo dưỡng vệ sinh tủ để làm gì, để chúng ta kiểm tra. Bây giờ đến con người chúng ta còn phải đi kiểm tra định kỳ, chúng ta phát hiện ra ung thư sớm thì chúng ta có những cái phác đồ điều trị sớm, thì rõ ràng là bệnh nó sẽ nhẹ hơn. Đến lúc mà chúng ta bệnh nặng rồi, nan y rồi, bắt đầu chúng ta mới đến bệnh viện chúng ta khám, bệnh nó quá ra nặng rồi, bắt đầu chúng ta mới đến bệnh viện chúng ta khám. Lúc đấy bác sĩ bảo là thôi thì trả về cho ăn được cái gì thì ta ăn, như thế thì nó rất là buồn. Nó cũng giống như cái thiết bị điện của chúng ta vậy thôi, chúng ta phải thường xuyên chăm sóc, thường xuyên theo dõi nó. Nó càng già thì chúng ta sẽ phải càng phải để ý đến nó hơn, nó càng vận hành lâu thì chúng ta sẽ phải càng để ý nó hơn. Thì đấy là cái chia sẻ của Điện Việt Nam. Đương nhiên rằng là những cái chia sẻ này nó không phải là tất cả, nó chỉ là những cái vấn đề về tham khảo, những cái góc cạnh, khía cạnh khác nhau. Chúng ta thử nhìn nhận trong cái hệ thống điện của chúng ta xem khía cạnh nào là chúng ta đang mắc phải, và chúng ta đưa ra cái giải pháp hạn chế. Bởi vì mỗi trạm điện, mỗi hệ thống điện nó sẽ có những đặc thù khác nhau. Bây giờ thì video của Điện Việt Nam cũng khá dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và nếu mọi người cảm thấy chia sẻ của Điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha.
Ngoài ra là anh em mà có vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật thì có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Hội điện Việt Nam theo số điện thoại 0705 69 1150 mình để trên màn hình. Ngoài ra thì nếu mà anh em mà muốn cung cấp vật tư thiết bị hay hỗ trợ về những cái vật tư thiết bị để chúng ta thi công lắp đặt hay chúng ta sửa chữa thì có thể liên hệ với Điện Việt Nam phòng kinh doanh theo số điện thoại 0966 056 984. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.